Tiểu sử đồng chí Nguyễn Tấn Dũng. Ông Nguyễn Tấn Dũng quê ở thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau. Cha ông là Nguyễn Tấn Thử, tên khác là Nguyễn Tấn Minh, Mười Minh, là chính trị viên phó tỉnh đội Rạch Giá, mất ngày 16 tháng 4 năm 1969 khi một trái bom Mỹ ném trúng hầm trú ẩn của tỉnh đội Rạch Giá và được truy phong là liệt sĩ. Thân mẫu của ông là bà Nguyễn Thị Hương, sinh năm 1924, mất năm 2017. Ông là con thứ hai trong gia đình, còn được gọi với cái tên Ba Dũng. Ông Nguyễn Tấn Dũng, sinh ngày 17 tháng 11 năm 1949 tại Cà Mau. Ông nguyên là Thủ tướng Chính phủ thứ 6 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam từ năm 2006 đến năm 2016. Từ năm 1997 đến năm 2016, ông cũng đồng thời là đại biểu Quốc hội Việt Nam các khóa 10, 11, khóa 12, khóa 13 thuộc đơn vị bầu cử khu vực 3 thành phố Hải Phòng, huyện Tiên Lãng. Ông cũng là Ủy viên Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam các khóa 8, 9, 10, 11. Từ tháng 11 năm 1961 đến năm 1976, ông tham gia công tác chiến đấu trong quân đội, làm liên lạc văn thư cứu thương, y tá. Ông học bổ túc văn hóa cấp 3 và khóa đào tạo quân y sĩ và bổ túc chương trình phẫu thuật ngoại khoa của bác sĩ quân y. Sau đó, ông đảm nhiệm các nhiệm vụ đội trưởng đội phẫu thuật, đại đội trưởng và chính trị viên, trưởng đại đội quân y, bí thư chi bộ đảng. Ông được đề bạt các cấp bậc tiểu đội bậc trưởng, trung đội bậc trưởng, đại đội bậc phó, đại đội bậc trưởng. Năm 1975, ông được phiên ngang quân hàm trung úy thuộc tỉnh đội Rạch Giá. Từ năm 1977 đến năm 1994, ông học khóa sĩ quan chỉ huy binh chủng hợp thành và đảm nhiệm các nhiệm vụ. Ông là thượng úy chính trị viên, trưởng tiểu đoàn bộ binh 207, là bí thư đảng ủy tiểu đoàn và đại úy chủ nhiệm chính trị trung đoàn bộ binh 152. Ông là ủy viên thường vụ đảng ủy trung đoàn, trực tiếp chiến đấu bảo vệ tổ quốc ở biên giới Tây Nam và làm nghĩa vụ quốc tế trên chiến trường Campuchia, được phong cấp hàm thiếu tá, đảm trách nhiệm vụ trưởng ban cán bộ, phó bí thư đảng ủy phòng chính trị, bộ chỉ huy quân sự tỉnh Kiên Giang. Sau đó, ông học trường đảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc, Hà Nội và đảm nhiệm các nhiệm vụ là phó trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Kiên Giang, tỉnh ủy viên và ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy Kiên Giang. Sau đó là bí thư huyện ủy Hà Tiên, phó bí thư thường trực tỉnh ủy Kiên Giang. Rồi giữ chức phó bí thư tỉnh ủy, đại biểu hội đồng nhân dân, chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang. Tiếp đó là bí thư tỉnh ủy Kiên Giang, bí thư đảng ủy quân sự tỉnh và đảng ủy viên đảng ủy quân khu 9. Năm 1991 đến năm 1994, ông học khóa cử nhân luật tại chức tại trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh. Từ năm 1995 đến năm 1997, ông giữ chức thứ trưởng Bộ Nội vụ, đảng ủy viên đảng ủy Công an Trung ương. Rồi lần lượt là Ủy viên Bộ Chính trị và Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Đảng, phụ trách công tác tài chính của Đảng. Từ năm 1997, ông được bầu làm đại biểu Quốc hội khóa 10, đại biểu khu vực 3 Hải Phòng và được đề cử sau đó Quốc hội thông qua giữ chức Phó Thủ tướng. Sau đó Thủ tướng Phan Văn Khải cử giữ chức vụ Phó Thủ tướng Thường trực và Chủ tịch Hội đồng Tài chính Tiền tệ của Chính phủ. Trong thời gian này, ông được nhà nước Lào tặng thưởng Huân chương Isala hạng nhất, huân chương cao quý nhất của Lào. Tháng 5 năm 1998, Quốc hội thông qua cử ông kiêm chức thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Chức vụ này ông giữ đến ngày 11 tháng 12 năm 1999 thì bàn giao lại cho ông Lê Đức Thúy. Tháng 8 năm 2002, ông tiếp tục được đề cử giữ chức vụ Phó Thủ tướng và được Quốc hội khóa 11 thông qua. Ngày 16 tháng 5 năm 2006, Thủ tướng Phan Văn Khải đề cử ông làm người kế nhiệm mình trước phiên khai mạc kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa 11. Ngày 27 tháng 6 năm 2006, ông được Quốc hội bầu làm tân Thủ tướng nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Ông trở thành người trẻ nhất giữ chức vụ này. Ngày 25 tháng 7 năm 2007, tại Quốc hội khóa 12, ông tái đắc cử nhiệm kỳ 2 với chức vụ Thủ tướng Chính phủ với tỷ lệ 96,96% phiếu đồng ý hợp lệ trên tổng số đại biểu. Ngày 26 tháng 7 năm 2011, tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 13, ông tái đắc cử nhiệm kỳ 3 với tỷ lệ 94% phiếu đồng ý hợp lệ trên tổng số đại biểu. Từ ngày 16 tháng 4 năm 2016, ông được Quốc hội miễn nhiệm chức vụ Thủ tướng Chính phủ và nghỉ hưu theo chế độ.
Thời gian kể từ năm 2006 đến năm 2016, ông lần lượt giữ các chức vụ Thủ tướng Chính phủ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Cán sự Đảng Chính phủ và Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng An ninh, thực hiện nhiệm vụ quyền hạn theo quy định và được phân công đảm nhiệm các nhiệm vụ: Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, phụ trách chỉ đạo Đảng ủy Công an Trung ương, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước về Biển Đông, Hải đảo, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước về Phát triển Công nghiệp Quốc phòng, Chương trình T09, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về Hội nhập Quốc tế, Chủ tịch Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương, Chủ tịch Hội đồng và Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Giáo dục, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về ứng phó biến đổi khí hậu, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước về Phát triển Công nghệ Thông tin Quốc gia, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước về khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh, Trưởng Tiểu Ban Xây dựng Chiến lược Phát triển Kinh tế Xã hội 10 năm, Trình Đại hội 11 của Đảng, Trưởng Tiểu Ban Xây dựng Kế hoạch Phát triển Kinh tế Xã hội 5 năm, Trình Đại hội 12 của Đảng, theo đề nghị của Ban và được Bộ Chính trị đồng ý. Ông nhận bằng tiến sĩ danh dự của Trường Đại học Thái Lan, Trường Đại học Quốc gia Hàn Quốc, Trường Đại học Công nghệ Thông tin Quốc gia. Trong suốt sự nghiệp công tác của mình, ông nhận được các khen thưởng: Huân chương Kháng chiến hạng 1, 02 Huân chương Chiến công hạng 3, 06 Danh hiệu Chiến sĩ, Huân chương Chiến sĩ Giải phóng hạng 1, hạng 2, hạng 3, Huân chương Hữu nghị, hạng đặc biệt của Nhà nước Hoàng gia Campuchia, Huân chương Isala và Huân chương Vàng Quốc gia của Nhà nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Vợ của ông bà là bà Trần Thanh Kiệm, con trai cả của ông là ông Nguyễn Thanh Nghị, sinh năm 1976, lấy bằng tiến sĩ ngành kỹ sư công tránh ở Đại học Washington, từng giữ chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng và là Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang. Bà Nguyễn Thanh Phượng, sinh năm 1980, tốt nghiệp cử nhân kinh tế Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội và là thạc sĩ quản trị kinh doanh tại Geneva, Thụy Sĩ. Con trai út của ông Nguyễn Tấn Dũng tên là Nguyễn Minh Chiết, sinh năm 1988, từng học tại Anh Quốc, theo học cử nhân về kỹ sư kỹ thuật hàng không ở Đại học Queen Mary của Anh và hoàn tất khóa học thạc sĩ chuyên ngành kỹ sư chế tạo máy tại Anh. Ông hiện là Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam.